Rồi hello, họ xin kính chào tất cả các bạn đã đến kênh Hòa Thẩm ha. Thì đây là dán tiếp lượng dán tổng thứ hai ha. Đó. Và bây giờ mời bạn ha để đi theo dõi tiếp ha. Của nghệ nhân Thạch Xuyên cũng bị ép tấm dán thứ hai. Cũng bị đóng đinh vào ha, cái lỗ này cũng đục sẵn rồi nè. Đây nha, đang ổn định ha. Bên đây, tấm thứ hai. Đang đóng tập ha. Đóng sau này đóng hơi dễ ha, nó không có cầu kỳ, tại vì có mút sẵn chơi, cắt sẵn chơi. Tại trời cũng tạnh mưa ha đó nha. Đây là bên cắn lắm về sản học giờ men sản xuất ừ lúc á comment cá bá rồi viện cho nhờ thịt viện cốp nhưng mà nó hút tính nữa sụp sái chua luôn rồi sấy á ừ hay nè thì cái khe cũng dần dần lộ diện rồi đó nha, nó đẹp đó, lên hình dáng à, thì còn lên đẹp như ai dáng bè nữa ha, đang bếp dành dành nữa là xong rồi đó, lên hai tấm ha, dáng này, bê dành nè, con gọi là dáng nhảy ha. À, tắm nữa là xong đó.
Lần mang bia bát nắng hình em đó. Mình lên xong 2 tấm thì thấy khỏe rồi đó nha. Còn lên thêm 2 tấm chắn bè dành nữa. Cái gì đại đạo có ăn đấy ủa cho huynh hai cây nữa nha, hai cây nữa là xong. Dán mình thì nó bị lép cái khó. Xây và đóng lại ha. Anh cũng bị bóp luôn ha. Bóp vô rồi cho nó có cái độ cong. Đóng định cố định luôn ha. Mình cố hay. Đây là mình bóp ha. Bóp cái dành ra, bóp miệng ra ha. Nó là đóng đinh cố định đó luôn, dùng cho nó bè ra ha. Nói quay nụ nổi
Đúng ạ. Còn tí, còn tí. Đồ con ông cho con tí. Rồi em. Rồi bên đây đó. Hiện tại thì thợ đang định ở phần tiếp kiệm sau tải nè. Tắm được nè. Chắc thợ cũng nghỉ rồi. Mới làm tiếp với. Bây giờ hiện tại thì ghe cũng đang lên dạng ha. Hiện nay ghe tăng binh. Thôi bây giờ mình cũng xin khép clip tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn xem thì hãy để lại cho mình một nút đăng ký cũng như là chia sẻ để người biết đến với những phong tục văn hóa lễ hội và những chiếc ghe ngò đóng mới của thượng chùa ha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.